Chào mừng các bạn lại quay trở lại với bài học tiếng Anh giao tiếp tiếp theo của hellocoffee.vn. Trong bài học trước thì chúng ta đã học về các từ vựng tại sân bay và những mẫu câu giao tiếp thông dụng. Trong bài học này thì chúng ta sẽ học về một cái chủ đề mới, đó là job position. Chúng ta có job position. Position là cái vị trí, các chức danh trong trong công việc. Okay. Job position thì chúng ta sẽ có những cái vị trí, những cái chức danh trong công việc khác nhau, và bài hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Như vậy, job công việc, position các vị trí, chức danh. Như vậy bạn có thể hỏi là cái vị trí hiện tại của bạn, cái chức danh hiện tại của bạn là gì? Thì mình có thể hỏi là, bạn sẽ để ý trong câu này có động từ hay chưa, đúng không? Là gì thì chúng ta sẽ có chữ what, có wh thì chúng ta phải đưa nó lên đầu câu. Như vậy chúng ta sẽ có what. Đó, cái vị trí hiện tại của bạn trong công việc là gì, vị trí này, rồi hiện tại này. Như vậy chúng ta không thấy có động từ đâu cả. Nếu mà không có động từ thì chúng ta sẽ mượn cái gì, các bạn có nhớ không? Chúng ta sẽ mượn động từ to be, đúng không? Và có động từ thì chúng ta sẽ mượn là do, does, did, can, could, rồi should, rồi các thứ. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ mượn to be, đúng không? Vị trí hiện tại thì vị trí chúng ta sẽ có position là so it, chúng ta sẽ dùng is. Nếu các bạn vẫn chưa quen cách đặt câu thì hãy xem lại cái bài giảng cách đặt câu trong tiếng Anh của mình, thì các bạn sẽ nắm được cách đặt câu nó dễ dàng hơn. Đó. What is your vị trí hiện tại của bạn, như vậy vị trí nó sẽ đứng khá xa. What is của bạn là vị trí hiện tại của bạn, thì chúng ta sẽ đảo ngược với tiếng Việt thì chúng ta sẽ phải biết là của bạn trước này, tới hiện tại này, tới vị trí này, chúng ta sẽ đảo ngược bạn nha. What is hiện của bạn là your, hiện tại là current. What is your current position? Đó. Cái vị trí của hiện tại của bạn là gì? Trong công ty của bạn là in your company. Đó. Cái vị trí hiện tại của bạn trong công ty là gì? Cái vị trí hiện tại của bạn trong gia đình bạn là gì? Thì chúng ta sẽ có là what is your current position in your family? Okay. Bạn có thể là chồng, có thể là vợ, hay là bạn có thể là breadwinner. Chúng ta có bread là bánh mì này, winner người chiến thắng này, breadwinner người chiến thắng bánh mì, nó lại là một cái từ hoàn toàn khác, đó là trụ cột trong gia đình bạn nhé, trụ cột. Ok, bạn nói là hiện tại thì tôi là một trụ cột trong gia đình, thì bạn sẽ nói là I am currently a breadwinner in my family. Okay. Rồi. Hiện tại thì tôi là một cái trụ cột trong gia đình của tôi. Right. Như vậy chúng ta có các vị trí trong công việc. Chúng ta sẽ xét về cấp độ cao nhất, bởi vì cấp độ lớn nhất, rộng nhất là corporation. Là một cái tập đoàn luôn, thì những cái công ty nhỏ hơn nó sẽ nằm trong cái tập đoàn này. Đó, mình set corporation, tập đoàn thì sẽ bao gồm được tất cả nhé, tập đoàn corporation, bởi vì bảng nhỏ quá nên mình nghĩ là viết phiên âm thì nó sẽ chật quá các bạn. Corporation, tập đoàn. Rồi, như các bạn đã biết, đây là một cái, this is a board, đúng không? Board. Ok, board là cái bảng này, nhưng mà board nó còn có nghĩa khác nữa. Trong bài các từ vựng ở sân bay thì các bạn đã biết đây là động từ đáp máy bay, lên máy bay, đúng không? Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một nghĩa khác nữa của board, đó là một cái ban, hay là chúng ta có thể gọi nó là một danh từ, là một cái hội đồng nhé, một cái hội đồng.
hay là một cái ban trong công ty. Ok không? Board. À, chúng ta có director. 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 Là ai cũng biết đúng không? À, giám đốc. Giám đốc. Ok không? Director. Giám đốc. Như vậy một cái ban mà có toàn giám đốc, chúng ta có một cái hội đồng mà toàn giám đốc là Board of Director. Đó, một cái hội đồng mà gồm những người giám đốc với nhau. Các bạn có thể đọc là Director, hay là các bạn có thể đọc là Director đều được các bạn nha. Giống như chữ chữ này, các bạn có thể đọc là Data hay là Data đều được. Ok. So, Board of Directors, một cái ban mà gồm nhiều một cái hội đồng mà gồm nhiều giám đốc với nhau thì chúng ta gọi đó là một cái hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị. Ok không? Hội đồng quản trị. Quản trị chứ không phải là quản trò mà nha. Rồi, Board of Director, hội đồng quản trị. Ok, như vậy trong một cái tập đoàn chúng ta sẽ có hội đồng này, chúng ta sẽ có các giám đốc này. Một cái hội đồng mà gồm nhiều giám đốc với nhau thì đó là một cái hội đồng quản trị trong một công ty, trong một tập đoàn. Right. Chúng ta có chair. À, chair là cái ghế đúng không? Chairman. Chairman. À, là một người đặc biệt được ngồi trên một cái ghế đặc biệt. À, là một người rất là quan trọng, nó là người chủ tịch. Chairman, người chủ tịch. Ok, chairman. À, giống như bạn có thể đặt câu hỏi này. Bạn đã bao giờ, bạn đã từng, thì trong những cái bài trước bạn đã biết là chúng ta bạn đã từng thì chúng ta dùng cấu trúc là have you ever cộng với verb 3 đúng không? Have you ever. Rồi, mơ thì chúng ta có verb 3, mơ là dreamed thêm ed đúng không? Mơ về làm một cái gì đó thì chúng ta sẽ dùng dream of. Dream of các bạn nha. Và sau giới từ gì sẽ là verb in. Thì đó, ở đây chúng ta bạn đã bao giờ mơ dreamed verb ed dreamed of. Rồi, trở thành một chủ tịch là becoming a chairman, right? Đó, bạn đã từng mơ trở thành một chủ tịch chưa? Bạn có thể hỏi dùng cái cấu trúc này, chúng ta hỏi nhiều cái mẫu câu khác nhau. Bạn đã từng mơ trở thành một giám đốc chưa? Have you ever dreamed of becoming a director? Hay là bạn đã từng mơ trúng sổ số chưa? Have you ever dreamed of winning lottery? Ok, trúng sổ số, mơ trúng sổ số ở đây. Chúng ta sẽ dùng là win. Winning, đúng không? Chiến thắng sổ số là trúng sổ số bạn nha. Lottery. Ok. Đó, bạn có thể dùng những cái mẫu câu đơn giản, chúng ta đặt rất nhiều các câu khác nhau. Rồi. Như vậy là chủ tịch này. Và nếu mà chủ tịch, người chủ tịch này lại là người đứng đầu cái hội đồng quản trị này thì chúng ta sẽ có là chairman, đúng không? Chúng ta sẽ có là chairman. Chairman of của cái hội đồng này là the board. Chairman of the board. Đó, thì cái này chính là chủ tịch hội đồng quản trị. Chairman of the board. Người này là người mà có quyền cao nhất trong một cái tập đoàn. Okay. So, corporation. Tập đoàn. Chairman of the board. Có cổ phần cao nhất và là người có quyền cao nhất trong tập đoàn. Right. Okay. Bây giờ bạn hỏi là để trở thành một chủ tịch hội đồng quản trị thì có khó hay không? Bạn có thể hỏi là để trở thành thì bình thường các bạn sẽ thấy là to become, đúng không? To become. Đó. Một cái chủ tịch hội đồng quản trị là a chairman of the board. Đó. Có khó hay không? Như vậy đối với những mẫu câu như thế này thì bạn sẽ đảo cái vế sau, tức là có khó hay không nhé, có khó hay không, khó hay là không khó. Thì đây các bạn hãy để ý coi trong câu này có động từ hay không. Khó là tính từ, như vậy không có động từ thì chúng ta sẽ mượn động từ to be, đúng không?
Như vậy chạy trốn chỗ này sẽ là mượn nó có khó hay không? Is it? Đúng không? Is it difficult? Is it difficult? Đúng. Rồi bây giờ mới để trở thành này. To become a chairman of the board. Đúng không? Một chủ tịch hội đồng quản trị. Chairman of the board. Đó. Hay là bạn có thể hỏi là để nói tiếng Anh như người Mỹ, như người bản ngữ thì có khó hay không? Nào, như vậy bạn cũng đưa cái vấn đề là có khó hay không lên đầu nhé. Bạn sẽ đưa cái vấn đề đó lên đầu là sẽ là không có động từ thì chúng ta sẽ mượn to be này. Đúng không? Nó có khó hay không? Là thay vì it is thì sẽ là đào is lên đầu để làm câu hỏi này. Is it? Đúng không? Is it difficult? Đó, is it difficult? Để nói tiếng Anh như người bản ngữ là to speak. Is it difficult to speak English? Tiếng Anh này. Đấy, giống như là like. Giống như đấy, a native speaker. Like a native speaker. Đó, như một người bản ngữ. Native là bản ngữ vậy nha. Speaker là người nói. Đó, và bạn để ý ở đây chúng ta sẽ dùng chữ like thay vì chữ as, bởi vì sau as là một mệnh đề, tức là phải có chủ ngữ và động từ, nhưng mà đằng sau này chúng ta chỉ nói là thấy là một người bản ngữ, chỉ là danh từ thôi, không có chủ ngữ và động từ, thì chúng ta dùng chữ like thay vì chữ as. Ok, like not as. Đó, rồi again chúng ta có corporation tập đoàn, board hội đồng, director, giám đốc, một cái hội đồng mà gồm nhiều giám đốc, tức là hội đồng quản trị. Đấy. Chairman, chủ tịch của cái hội đồng thì là chủ tịch hội đồng quản trị. Chairman of the board. Ok. Rồi, bên dưới chủ tịch hội đồng quản trị thì chúng ta sẽ có thể có chúng ta sẽ có là một cái người cũng khá là quan trọng. Chúng ta có director. Director là giám đốc này, đúng không? Chúng ta có general, director general, general là tổng. Trong này nó là danh từ bạn nhé, danh từ ghép nên là chúng ta sẽ đưa, chứ không phải tính từ. Chúng ta sẽ đưa director lên đầu và general lên sau. Như vậy, director general là tổng giám đốc, đúng không? Tổng này, giám đốc này, tổng giám đốc, ok. Director General. Chúng ta có. Như vậy bạn lại có thể hỏi là bạn đã từng mơ trở thành một tổng giám đốc chưa? Thì bạn sẽ nói là have you ever dreamed of becoming a Director General? Right. Bạn nó có khó không? Để trở thành một tổng giám đốc thì có khó hay không? Thì bạn có thể nói là is it easy? Có dễ hay là khó đấy. Như vậy là is it easy or difficult to become a director general? Đó, là có khó hay dễ, đúng không? Như vậy, tiếp theo thì các bạn để ý hai chữ này nha, để chúng ta phát sinh ra một số chức danh mới, đó là vice hay là deputy hay là vice, có nghĩa là phó bạn nha, phó. Như vậy chúng ta có giám đốc này, chúng ta muốn có phó giám đốc thì chúng ta chỉ việc thêm vice hay là deputy vào thì sẽ là chức phó, đúng không? Như vậy phó giám đốc sẽ là vice director, right? Phó chủ tịch sẽ là vice director, vice chairman hay là deputy chairman, right? Ok. Rồi phó tổng giám đốc là thay vì director general thì chúng ta sẽ có là vice director general, right? Chúng ta có Deputy Director General. Đấy. Hay là chúng ta có bên chính trị thì chúng ta có Tổng thống hay Chủ tịch nước, ở Việt Nam là President. Đấy. President. Đó. Thì chúng ta chỉ cần thêm chữ Vice vào là thành Phó Chủ tịch nước, Phó Tổng thống. Vice President. Deputy President. Đó. Hay là chúng ta có Prime Minister,
là thủ tướng nhỉ, các bạn chỉ việc tìm ra cái chức danh đó, sau đó bạn thêm chữ vice hay là deputy vào thì sẽ thành phó thủ tướng nhé. Vice prime minister, deputy prime minister, okay. Sẽ ra nhiều chức danh khác nhau. Hay là bạn, chúng ta có branch, branch. À, ok. Bạn có thể hỏi này, hiện tại thì ai là tổng thống của nước Mỹ? President. Ok. Who is the current president? À, ai là? Như vậy ai là tổng thống hiện tại của nước Mỹ? Đây lại là một câu hỏi tân chủ ngữ. Câu hỏi chủ ngữ tức là cái đáp án nó nằm ngay ở chủ ngữ, giống như bạn nói hiện tại là Obama hiện tại là tổng thống của nước Mỹ, đúng không? Thì câu trả lời Obama nó nằm ngay chữ, ngay đầu câu, ngay chủ ngữ, thì đó là câu hỏi chủ ngữ. Các bạn có thể coi bài phân biệt câu hỏi chủ ngữ và câu hỏi tân ngữ nhé. Như vậy, ai là thì chúng ta chỉ viết ai là who. Là thì chúng ta viết là is. Bởi vì không có động từ thì chúng ta sẽ mượn to be, đúng không? Who is the current president of the United States, the USA, United States of America, right? Ai là tổng thống hiện tại của nước Mỹ? Thì các bạn biết, cho dù Donald Trump vừa mới được bầu làm tổng thống của nước Mỹ, nhưng mà tổng thống hiện tại của nước Mỹ vẫn là Obama. Thì bạn sẽ nói là Obama is the current president of the United States. Okay. Và bạn, nếu bạn muốn nói là Donald Trump vừa mới được bầu làm chủ tịch của nước Mỹ, thì bạn có thể nói là Donald Trump has just been elected. Okay. Donald Trump has just been được bầu sẽ là been elected. Đó, để là sẽ là to be, đúng không? Hay để trở thành là to become the president của nước Mỹ là of the United States of America, the USA, right? Donald Trump has just been elected to be the president of the USA. Donald Trump vừa mới được bầu thôi, chứ tổng thống hiện tại vẫn là Obama bạn nhé. Bởi vì sẽ cần phải có thời gian chuyển giao quyền lực. Okay. Như vậy bạn chỉ việc thêm vice, deputy, chúng ta sẽ có chức danh là phó tổng thống, phó chủ tịch nước, vice president, phó thủ tướng, prime minister. Bạn có thể hỏi là hiện tại thì ai là thủ tướng của Việt Nam, đúng không? Who is the current prime minister of Vietnam? Rồi. Hay là bạn có thể hỏi, bạn dùng mẫu câu đó bạn hỏi nhiều cái vị trí khác nhau. Bạn hỏi ai hiện tại là giám đốc của công ty của bạn này, ai hiện tại là chủ tịch hội đồng quản trị trong tập đoàn của bạn. Như bằng cách đó bạn có thể luyện tập đi luyện tập lại rất nhiều. Như vậy chúng ta mới có thể thành thạo được. Chúng ta có branch. Branch là chi nhánh, nhánh hay là chi nhánh bạn nhé. Chi nhánh. Đó. Thì bạn có thể hỏi là công ty của bạn có bao nhiêu chi nhánh? Công ty của bạn có bao nhiêu chi nhánh? Như vậy đối với câu hỏi này thì bạn sẽ phải, đây không phải là câu hỏi yes no, bởi vì công ty của bạn có bao nhiêu chi nhánh mình không thể trả lời là vâng hay là không được, mà mình phải nói một con số cụ thể, một câu trả lời hoàn chỉnh, đúng không? Như vậy bạn sẽ, câu này phải có WH đứng đầu câu, và bao nhiêu sẽ là how chi nhánh thì đếm được, chúng ta sẽ dùng là bao nhiêu là how much hay là how many, nhưng mà chi nhánh đếm được chúng ta sẽ dùng how many, đúng không? How many branches, đó, branch thì chúng ta sẽ thêm đuôi es, branches, số nhiều là branches. Okay. Nếu mà bạn vẫn chưa biết cách thêm es thì mình đã có một cái video cách đây một vài video về hướng dẫn này, bạn có thể xem nhé. How many branches
công ty của bạn có. À, đây có động từ có thì chúng ta sẽ mượn. Sẽ mượn chữ. À, công ty company có động từ thì chúng ta sẽ mượn do does did, đúng không? Và công ty số ít chúng ta sẽ mượn does. Công ty của bạn là your company. Đó, và động từ là have. Okay. How many branches does your company have? Công ty của bạn có bao nhiêu chi nhánh? Cách thứ hai, chúng ta có thể hỏi là có bao nhiêu chi nhánh trong công ty của bạn? Đó, như vậy, chúng ta có thể là dùng có bao nhiêu. Rất nhiều bạn bị nhầm chỗ này là bạn dùng có bao nhiêu, bạn lại đưa chữ have lên đầu. Như vậy, chúng ta có have và there is. There is. Hay là there are. Đều có nghĩa là có. Nhưng mà sự khác nhau là khi nào mà đằng trước có một chủ ngữ giống như là tôi có này, thì mình sẽ dùng là I have, chứ mình không dùng là I there is. Okay. Nhưng mà khi nào mà chưa có chủ ngữ thì bạn sẽ dùng là there is, chứ không dùng là have. Okay không? Như vậy bình thường chúng ta nói có bao nhiêu chi nhánh thì chúng ta sẽ nói là there is hay là there are. Không, there are. Có bao nhiêu thì phải là cái này, bởi vì nó chưa có chủ ngữ. Ok. Như vậy nếu mà bạn dùng có bao nhiêu chi nhánh thì bạn phải dùng there are, đúng không? Và đây là câu hỏi, chúng ta phải đảo to be lên đầu câu thì chúng ta phải là are there, đúng không? Are there. Đó, như vậy bao nhiêu thì chúng ta vẫn phải đưa nó bao nhiêu lên đầu câu. Chúng ta vẫn phải đưa bao nhiêu lên đầu câu, bởi vì trong câu hỏi có WH thì nó luôn luôn đứng ở đầu câu bạn nha. Như vậy ở đây bạn chúng ta sẽ có là how many branches, vẫn là bao nhiêu chi nhánh này, đúng không? Bây giờ là có là sẽ là không phải have nữa mà là are there in your company. Đó. Có bao nhiêu chi nhánh trong công ty của bạn? Tương tự như vậy bạn có thể hỏi là có bao nhiêu người trong gia đình của bạn, hay là gia đình của bạn có bao nhiêu người. Nếu mà mình đưa gia đình lên đầu thì câu hỏi câu đó là câu có chủ ngữ, đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng động từ have. Đó. Nhưng mà nếu mình đưa chữ đưa có bao nhiêu lên đầu thì chưa có chủ ngữ thì chúng ta phải dùng there is, there are, và câu hỏi nên đảo are there, is there. Ok. Như vậy bạn nói là gia đình của bạn có bao nhiêu người thì bạn sẽ nói là how many people does your family have, đúng không? Và bạn nói có bao nhiêu người trong gia đình của bạn thì bạn sẽ nói là how many people are there in your family. Ok, bạn hiểu, bạn nắm được vấn đề nha. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục. Như vậy, giám đốc chi nhánh là branch, thì giám đốc chi nhánh sẽ là branch director, đúng không? Branch director. Đó, director. Giám đốc chi nhánh. Ok. À, công ty của bạn có bao nhiêu giám đốc chi nhánh? How many branch directors does your company have? Có bao nhiêu giám đốc chi nhánh trong công ty của bạn? How many branch directors are there in your company? Correct. Ok. Hay là chúng ta còn có chúng ta có khu vực là region. Rồi, như vậy tính từ là regional director. Director thì vẫn là giám đốc bạn nha, và regional director sẽ là giám đốc khu vực. Ok, regional tính từ khu vực. Bạn phân biệt region và religion nhé. Religion là tôn giáo, còn region là khu vực. Như vậy là chúng ta không nói là religion, bởi vì nó mang nghĩa khác mà. Regional director, giám đốc khu vực. Ok. À, hay là bạn có chữ này bạn cũng hay gặp nữa này, đó là chief executive officer, hay là viết tắt là CEO. Đó, như vậy chỗ này sẽ là CEO. Chief, cái người cũng là người đứng đầu,
người đứng đầu đấy. Executive là điều hành, officer là một cái cán bộ hay nhân viên. Như vậy đây là một cái người giám đốc điều hành mà nhỉ. CEO, Chief Executive Officer. Ok. Bạn có muốn trở thành một giám đốc điều hành không? Bạn sẽ nói là bạn có muốn trở thành một giám đốc điều hành không? Như vậy đây, bạn có muốn trở thành thì câu trả lời sẽ là hoặc là muốn hoặc là không. Thì đây chính là câu hỏi yes no đúng không ạ? Câu hỏi yes no. Và trở thành là động từ. Có động từ thì chúng ta sẽ mượn do, does, did. Vậy đó, ở đây sẽ là do you. Do you muốn là want đúng không? Trở thành là to become. Sau want sẽ là to verb bạn nha. Nếu có động từ ấy, CEO đó. Hay là bạn nói là, bạn hỏi là làm thế nào để trở thành một giám đốc điều hành, sẽ là how to become đúng không? A CEO. CEO làm sao để trở thành một giám đốc điều hành. Hay là để trở thành một giám đốc điều hành thì có khó hay không? Bạn dùng cấu trúc mà chúng ta vừa học hồi nãy, nó có khó hay không để trở thành một giám đốc điều hành đúng không? Như vậy sẽ là is it easy or difficult, nó khó, dễ hay khó to become hay là to be a CEO. Right. Ok. Như vậy giám đốc điều hành, Chief Executive Officer. Ok. Ngoài ra chúng ta sẽ có department. Chúng ta mình chỉ cho các bạn từ này trước nhé. Secretary là mình nhấn vần một bạn nha. Thư ký đúng không? Chúng ta có secret là bí mật. Như vậy là secretary là người mà hay giữ bí mật, tức là thư ký hay ghi chép cho sếp đấy thì biết nhiều bí mật đúng không, mà giữ bí mật cho sếp chúng ta gọi là người mà hay giữ bí mật cho sếp thì đó là thư ký, bởi vì thư ký biết rất nhiều bí mật. Secretary, thư ký. Như vậy bạn có thể nói là tổng thư ký chẳng hạn, thì chúng ta chỉ việc ghép thư ký và chữ tổng là chúng ta sẽ ra, thay vì ở đây là director general thì ở đây chúng ta sẽ là secretary general đúng không? Secretary general, tổng thư ký. Ok. Chữ này nó sẽ tương tự với chữ clock cũng có nghĩa là thư ký bạn nha. Clock ở đây là chúng ta có âm a rộng miệng. Clock thư ký, secretary. Ok. Rồi, bạn có muốn trở thành thư ký của tôi không chẳng hạn. Này. Do you want to become my secretary? Hay là bạn có đang tìm chúng ta sẽ có là looking for đúng không? Như vậy, looking thì chúng ta sẽ là verb in thì sẽ đi với to be. Như vậy chúng ta sẽ là are you looking for một thư ký ở secretary? Are you looking for a secretary? Bạn có đang tìm một thư ký không? Right. Ok. Rồi chúng ta có department. Bạn đừng nhớ nhầm chữ này sang apartment nha. Department là cái phòng ban đúng không? Và chúng ta có chữ head là cái đầu, hay là người đứng đầu. Như vậy người đứng đầu của là of, head of department, người đứng đầu của một cái phòng ban thì chúng ta có đó là trưởng phòng mà nha, trưởng phòng. Ok, trưởng phòng. Bạn có thể nói là ai là trưởng phòng của bạn đúng không? Vậy là bạn sẽ nói là ai sẽ là who. Tương tự như hồi nãy, who is your head of department?
Đó, ai là trưởng phòng của bạn? Okay. À, như vậy phó phòng thì chúng ta chỉ việc thêm, chúng ta có phó là vice hay là deputy, đúng không? Deputy thì chúng ta chỉ việc thêm vice vào đây hay là deputy vào đây thì chúng ta sẽ có phó phòng, okay? Vice head of department hay là deputy head of department, à, là phó phòng. Bạn có thể hỏi câu này, chúng ta có chữ này chúng ta cũng rất dễ gặp này, get promotion. À, promotion có nghĩa là thăng tiến hay là quảng cáo. Như vậy promotion, get promotion là được thăng tiến bạn nha. Bạn có thể hỏi là bạn bạn đã được thăng tiến bao nhiêu lần rồi? Bạn đã được thăng tiến bao nhiêu lần rồi? À, như vậy bao nhiêu lần thì chúng ta sẽ có là how many, chúng ta phải đưa WH lên đầu đúng không? How many lần là times. Đó. Đó, bạn đã từng là have you. How many times have you got promotion? Đó. Bạn đã thăng tiến được bao nhiêu lần rồi? How many times have you got promotion? Okay. Rồi. Như vậy bên dưới một cái phòng thì chúng ta sẽ có team, đúng không? Team là một cái nhóm mà thôi. Và chúng ta sẽ có leader là người lãnh đạo cái nhóm đó. Team leader là nhóm trưởng mà nhé. Team leader. Okay. Hay là chúng ta có một bộ phận nữa cũng rất là quan trọng trong công ty. Chúng ta có account. Account là tài khoản, đúng không? Các bạn có Facebook account, tài khoản Facebook. Nhưng mà account nó còn có nghĩa là kế toán. Okay. Như vậy một cái người làm việc kế toán là chúng ta thêm được an accountant là kế toán. Ok. Và chúng ta có kế toán trưởng thì nó cũng nằm ở chữ này, chief. Kế toán trưởng chúng ta chỉ việc thêm trưởng vào là chief accountant, đúng không? Chief accountant. Ok. Right. Chief accountant, kế toán trưởng. Ok, that's good. Hay là chúng ta có kế toán thì sẽ có kiểm toán, đúng không? Audit. Đó. Audit là danh từ kiểm toán hay là động từ kiểm toán thì chúng ta thêm auditing officer. Officer là một cái người, đúng không? Một cái người điều hành này hay là một cái nhân viên kiểm toán. Như vậy là accountant này, nhân viên kiểm toán kế toán thì cũng tương tự với auditing officer, một cái nhân viên kiểm toán. Ok. Rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại từ vựng bạn nha. Get promotion, thăng tiến. Chief executive officer, một cái người điều hành trưởng là giám đốc điều hành. Đấy. Chúng ta có corporation là tập đoàn. Đấy. Chúng ta có board, ngoài nghĩa là một cái bảng, ngoài nghĩa là lên máy bay ra thì hôm nay chúng ta xét nghĩa là nó còn có nghĩa là một cái hội đồng hay một cái ủy ban. Director, giám đốc, một cái ủy ban, một cái hội đồng gồm nhiều giám đốc, đó là hội đồng quản trị trong một tập đoàn. Đấy. Chúng ta có chairman, một cái người đặc biệt ngồi trên một cái ghế đặc biệt là chủ tịch, một cái người rất là quan trọng, đúng không? Và chủ tịch lại còn của cái hội đồng này nữa, chairman of the board, đó là chủ tịch hội đồng quản trị, cái người mà giữ nhiều cổ phiếu nhất trong công ty. Ở đây chúng ta có cổ phiếu, thị trường chứng khoán thì chúng ta sẽ có cổ phiếu, đúng không? Cổ phiếu thì chúng ta sẽ có stock, cổ phiếu. Đấy. Thị trường chứng khoán thì có cổ phiếu này và có những người môi giới thì là broker, là người môi giới này. Ok. Và chúng ta có cổ phần thì chúng ta có share,
share à, tức là những người chia sẻ trong cái công ty gặp đó là tập đoàn nó. Chúng ta có share là cổ phần này, hold là giữ này, đúng không? Holder là người giữ này. Như vậy share holder, người giữ cổ phần là cổ đông. Cổ đông mà nha. À, mình nói thêm một tí xíu về thị trường, à, một số từ vựng liên quan tới thị trường chứng khoán. Ok, chúng ta có divide. Divide là chia, đúng không? Chia cái end là cuối. À, như vậy chia cái gì cuối trong thị trường chứng khoán, chúng ta làm kinh doanh chứng khoán thì sẽ có lợi nhuận, đúng không? Chia lợi nhuận thì đây divide là chia này, end chia cái cuối là chia cái cổ tức của nha, kết quả sẽ là ra cổ tức. Ok, stock cổ phiếu, broker nhân viên môi giới chứng khoán, đúng không? Share cổ phần, holder người giữ cổ phần, shareholder là cổ đông, divide chia, end kết quả, chia kết quả đó là chia cổ tức, đúng không? Divide and cổ tức. Ok, mình nói thêm một tí xíu về đó thôi. Như vậy chúng ta có chairman of the board, chủ tịch hội đồng quản trị, director giám đốc, general tổng, director general tổng giám đốc, đúng không? Vice hay là deputy là phó, có thể thêm được vào các chức danh khác để tạo thành phó, giống như là phó chủ tịch sẽ là vice chairman. Chúng ta có president, chủ tịch nước của Việt Nam, hay là tổng thống Mỹ, vice president, phó chủ tịch nước hay là phó tổng thống, deputy president cũng là phó luôn. Chúng ta có vice prime minister, phó thủ tướng, và deputy prime minister, phó thủ tướng. Chúng ta có branch chi nhánh, thì giám đốc chi nhánh sẽ là đưa chi nhánh lên đầu và giám đốc lên sau. Thế thôi, chúng ta đảo ngược với tiếng Việt bạn nha. Branch director, right? Branch director. Rồi, chúng ta có region, region, khu vực, tính từ là regional. Như vậy, giám đốc khu vực sẽ là regional director. Ở đây, regional là tính từ, nó sẽ đứng trước danh từ director hay là director. Right? Thế, chúng ta có secretary, secretary, thư ký. Như vậy, tổng thư ký sẽ là ghép của thư ký và tổng sẽ là secretary general. Wow. Ok, hay là thư ký, còn là clerk, clerk. Thư ký thì phát sinh từ chữ secret, bí mật, người giữ bí mật cho sếp là thư ký. Hay. Chúng ta có department, department, phòng ban, head, cái đầu hay là người đứng đầu. Head of department, người đứng đầu của một phòng, đó là trưởng phòng. Đấy. Chúng ta thêm vice vào sẽ là phó phòng, vice head of department, hay là Deputy Head of Department. Ok. Chúng ta có team, nhóm, leader, người lãnh đạo nhóm sẽ là team leader. Ok. Người leader đứng đầu nhóm đấy. Chúng ta có account, tài khoản, hay là kế toán, accountant, một người làm kế toán, đó là nhân viên kế toán, đúng không? Chúng ta có chief, người đứng đầu, trưởng, chief accountant, đó là kế toán trưởng. Kế toán trưởng, ok. Nếu bạn nói là mỗi công ty đều cần một kế toán trưởng thì bạn sẽ nói là each company đều cần một kế toán đi ha. Needs company so it thì chúng ta sẽ thêm s ở thì hiện tại đơn, đúng không? Needs an accountant. Accountant, right? Each company need an accountant, needs an accountant. Ở đây bạn nhớ là ở đây bởi vì đằng sau nó là a, thì chúng ta phải ghi là an thay vì a nhé. Khi nào chúng ta dùng a, khi nào chúng ta dùng an, khi mà cái đằng sau của nó là một nguyên âm, đúng không? Như vậy nguyên âm tức là anh không yêu em này, thì chúng ta sẽ dùng an. Ở đây chúng ta sẽ dùng an. Each company needs an accountant. Mỗi công ty đều cần một một kế toán, accountant. Ok. Rồi. Chúng ta có kiểm toán là audit, audit. Auditing officer, một cái người làm về kiểm toán, một cái nhân viên kiểm toán.
Ok, good. Như vậy chúng ta có stock, cổ phiếu này, môi giới chứng khoán là broker, cổ phần là share, người giữ cổ phần là shareholder, right, là cổ đông, và divide, chia cái kết quả của chứng khoán là chia cổ tức, dividend, cổ tức. Right. Rồi, như vậy chúng ta đã xong những cái chức danh cơ bản trong tiếng Anh về các vị trí trong công việc. Bây giờ mình sẽ chỉ sơ qua các bạn một số cái phòng ban quan trọng nữa. Ok. Rồi, hồi nãy chúng ta nói có account là tài khoản hay là kế toán, đúng không? Vậy chúng ta có accounting officer, là nhân viên kế toán, cũng là nhân viên kế toán, hay là accounting department. Department là phòng ban, như vậy chúng ta sẽ có phòng kế toán, đúng không các bạn? Accounting department. Hay là chúng ta có kiểm toán là audit. Audit. Như vậy chúng ta có auditing department là phòng kiểm toán, right? Chúng ta có human. Human là con người này. Resource, tài nguyên con người, department. Như vậy đây là phòng tài nguyên con người, hay chúng ta gọi một phòng khác nữa đó là phòng nhân sự. Phòng nhân sự chịu trách nhiệm tuyển dụng và đào tạo nhân sự rồi các thứ cho một công ty hay tập đoàn. Human Resource Department. Chúng ta có Marketing Department là phòng Marketing, đúng không? Department, Marketing Department. Hay chúng ta có Public là công chúng này. Public. Ok. Relation là quan hệ này. Như vậy phòng này chính là phòng quan hệ công chúng. Phòng quan hệ công chúng. Quan hệ công chúng. Đấy. Hay bạn hay thấy là PR. Đây chính là chữ mà bạn hay thấy, đó là PR. Nó làm cái chuyện đó, nó tạo ra cái scandal đó chỉ là để PR mà thôi, tức là tạo ra một cái mối quan tâm của công chúng để thu hút công chúng đến với mình. PR, public relation. Okay. Thế bạn có PG. P là promotion. Đó, hồi nãy chúng ta biết là thăng tiến, hay nghĩa thứ hai nữa là quảng cáo, đúng không? Promotion. G là girl. Đó. Là những cô gái mà làm nghề quảng cáo, quảng bá cho sản phẩm, quảng bá quảng cáo. Promotion girl. Đấy. Hay chúng ta có training, phòng đào tạo, đúng không? Department là phòng đào tạo, training department. Ok. Hay là phòng quan hệ quốc tế thì chúng ta sẽ có quốc tế là phòng quan hệ quốc tế, chúng ta sẽ đưa quốc tế lên đầu, international. Chúng ta có nation là quốc gia này, đúng không? National là tính từ quốc gia này, inter nối các quốc gia với nhau, đó là quốc tế. International, public relation. Rồi, phòng là quan hệ quốc tế, department. Đó. Chúng ta có rất nhiều phòng ban trong một công ty.
Và nếu bạn muốn biết thêm thì bạn có thể tìm hiểu thêm một số phòng ban nữa. Cuối cùng thì bạn có thể hỏi là một câu là cái công ty của bạn có bao nhiêu phòng ban? Thì bạn sẽ hỏi như thế nào? Công ty của bạn có bao nhiêu phòng ban? Công ty của bạn có bao nhiêu phòng ban? Nếu bạn đưa công ty lên đầu thì công ty nó là danh từ, nó chính là chủ ngữ đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng chữ have. Nếu bạn nói công ty của bạn có bao nhiêu phòng ban thì chúng ta sẽ dùng chữ have. Và bao nhiêu thì chúng ta sẽ dùng how many, bởi vì phòng ban là đếm được. How many, bao nhiêu phòng ban sẽ là how many department. Đó. Công ty là số ít và động từ có, động từ have là có, chúng ta sẽ mượn chữ does. Công ty của bạn là your company. Đó, công ty của bạn này. Số ít chúng ta sẽ mượn chữ does này, đúng không? Và động từ là have. Ok. Cách thứ hai là bạn sẽ hỏi là có bao nhiêu phòng ban trong công ty của bạn? Có nó đứng đầu câu thì chúng ta sẽ không dùng chữ have được, mà chúng ta sẽ dùng there is hay là there are. Như vậy ở đây chúng ta sẽ dùng there are, đúng không? Và câu hỏi thì chúng ta phải đảo to be rồi có trợ động từ lên đầu, chúng ta sẽ có là are, dùng are there. Thì ở đây chúng ta sẽ có là bao nhiêu thì chúng ta vẫn là how many department. Ok. Are there trong công ty của bạn là in your company. Đó. Như vậy câu này bạn sẽ không thấy chữ have ở đâu cả, bởi vì chúng ta dùng có đứng đầu câu thì chúng ta phải dùng there đổi thành are there. Okay. Như vậy chúng ta đã khảo sát xong các vị trí chức danh trong một tập đoàn cũng như là một trong một công ty, bởi vì công ty là một phần của tập đoàn. Bạn có thể sử dụng nó để giao tiếp, để hỏi về chức danh của đồng nghiệp, của bạn bè mình, để nói chuyện với người nước ngoài, hỏi vị trí của họ rồi các thứ. Hy vọng là bài học này hữu ích, bạn học được nhiều từ vựng mới và ôn tập lại một số cách đặt câu, và có thể là một số cách đặt câu khác nữa, thì bạn sẽ dần dần bồi đắp thêm cái kiến thức của mình. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc hiệu quả. Xin hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo của hellocoffee.vn. Và nếu bạn vẫn chưa subscribe kênh của hellocoffee.vn thì bạn hãy nhấp vào nút subscribe bên dưới này để chúng ta có thể xem được nhiều clip hơn. Hay là nếu bạn muốn xem các bài giảng khác của hellocoffee.vn thì các bạn có thể nhấp vào chữ hellocoffee.vn ở đây, bởi vì mình đã làm khá nhiều bài giảng cho các bạn học rồi, bạn có thể nhấp vào đó và xem hoàn toàn miễn phí. Okay. So, it's time to say goodbye now. Thanks for watching. See you next time. Bye.